Như vậy thì chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của kênh truyền thông bóng đá phố miền Tây. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại sân vận động quốc gia Mã Lò. Số 19 là Hoàng Phi, số 10 là cựu Coutinho, số 9 Văn Tài, số 12 đó là Huy Đại Chi. Tình huống xử lý thành công của các thủ bên phía đội bóng áo cam. Đường truyền lại không qua được vị trí của Huy Đại Chi và thêm một đường phát bóng nữa của số 12. Không có lỗi việc vị của số 15, cơ hội dành cho các thủ bên phía nhà FC, những điểm không ăn, bóng vừa chạm cột dọc. Tiếp tục một cơ hội nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo cam. Rất hợp lý, tiếng phạt khoảng trống hơi chần chừ, chưa dứt điểm ngay. Và đã có bàn gỡ 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng. Xin lỗi bạn, bàn mở tỷ số 1-0 dành cho các cầu thủ FC Bàn Hữu. Và đáng tiếc cho các cầu thủ Nghĩa Hà, họ bỏ lỡ hai cơ hội dứt điểm trúng vào khung gỗ. Và bây giờ để cho đối phương chọc thủng lưới. Chúng ta cùng xem lại cơ hội này. Tiến Phát đã dứt điểm ở góc hẹp để đánh bại thủ thành bên phía đối phương trong một tình huống mà số 22 đã không có được pha truy cản quá quyết liệt. Cựu Coutinho thêm đường truyền lên Văn Tài, vẫn còn cơ hội dứt điểm. Như vậy thì đã có bàn gỡ 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Tình huống phòng ngự khá lời lỏng và Viết Chung đã tận dụng thời cơ này để gỡ hòa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nghĩa Hà FC. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng. Các cầu thủ bên phía đội bóng áo cam đã lời lỏng cho rằng hàng công của các cầu thủ bên phía Nghĩa Hà đã rơi vào thế việt vị. Nhưng pha bóng mà Văn Tài băng xuống là hoàn toàn hợp lệ. Ông trở lại với các thủ FC Bạn Hữu. Nỗ lực bứt tốc của Văn Hưởng. Duy Hưởng đã qua người thành công, một cơ hội nữa khoảng trống dành cho các thủ bên phía đội bóng áo cam. Dứt điểm kỹ thuật và tỷ số đã được nâng lên 2-1 dành cho FC Bạn Hữu. Tình huống tận dụng cơ hội rất tốt và xử lý quá kỹ thuật của cầu thủ mang chiếc áo số 17. Duy Hưởng là người ghi bàn. Anh đã thoát khỏi sự kèm cặp của Giàu Yên Cơ, một tình huống mà số 4 đã bị hụt hơi khi theo kèm vị trí của số 17. Giàu Yên Cơ đã bứt tốc độ để theo kèm đối phương và tự trượt ngã. Được rồi. Lần này thì đã có một tình huống đánh chặn tốt của các thủ phòng ngự bên phía đội bóng Nghĩa Hà FC. Cựu Coutinho, pha bứt tốc của cựu Coutinho bên phía cánh trái. Qua người rồi, khoảng trống. Rất tiếc số 10 lại bị vấp bóng. Những cầu thủ như cựu Coutinho đã thường xuyên thi đấu trong thời tiết oi bức của sân cỏ nhân tạo. Cơ hội đã dành cho các thủ áo xanh và đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2. Một pha mắc sai sót nữa của hàng phòng ngự bên phía đội bóng FC Bàn Hữu và lại để cho Viết Chung ghi bàn tiếp theo. Cú đúp của Viết Chung. Số 6 đã có được hai bàn thắng và quan trọng hơn, nó giúp Nghĩa Hà FC cân bằng tỷ số. Tình huống xuyên bóng của cựu Coutinho và tình huống băng xa thiếu chính xác của thủ môn bên phía đội bóng FC Bàn Hữu đã biếu không cho đối phương một bàn thắng. Và dứt điểm ra ngoài. Quá đáng tiếc, tình huống kết thúc không thành công của Tiến Phát. Cơ hội rất tốt để FC Bàn Hữu nâng tỷ số lên 3-2 nhưng họ vừa bỏ lỡ một cơ hội 10-10. Thêm một đường truyền hay nữa của Viết Chung dành cho vị trí của Văn Tài. Khoảng trống tiếp theo dành cho các thủ Nghĩa Hà FC. Quang ơi, dứt điểm. Cú đá không đủ gây uy hiếp của nhưng số 11 vẫn đang xử lý bình tĩnh. Rất khéo léo. Và xoay sở rất lắc léo của Tiến Phát. Vẫn là số 11 cầm bóng, đường truyền vào bên trong. Rất tiếc, có vẻ như đó là nỗ lực dứt điểm thẳng của Tiến Phát nhưng bóng vừa rồi lại đi cắt ngang mặt khung thành. Chúng ta cùng xem lại nỗ lực cá nhân của Tiến Phát trong tình huống cầm bóng và xoay sở và cũng kết thúc khá khó chịu. Thêm đường phát bóng nữa của số 16. Trọng tài xác định không có lỗi việt vị của các thủ áo cam và đây là thời cơ nữa dành cho FC Bàn Hữu. Lần này thì số 12 mới là người việt vị. Quá đáng tiếc cho cơ hội tấn công vừa rồi. Tình huống treo bóng và lao sạc thiếu an toàn. Đã có bàn thắng kế tiếp dành cho các cầu thủ Nghĩa Hà FC. Vẫn là sai lầm của hàng phòng ngự bên phía đội bóng FC Bàn Hữu và để cho đối phương tận dụng thành công. Và chứng kiến bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của các cầu thủ Nghĩa Hà FC. Đây là lần đầu tiên mà các thủ áo xanh vượt lên dẫn trước. Tình huống dứt điểm lỗi. Thêm đường treo bóng dài. Hai hậu vệ bên phía đội bóng cam lại ngán chân nhau và cơ hội nữa dành cho các thủ Nghĩa Hà. Thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh nhưng trọng tài vừa phất cờ báo lỗi việt vị rồi. Và can thiệp rất quyết liệt đến từ vị trí của Thanh Tâm. Thêm cơ hội nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo cam băng lên. Đây là vị trí của số 12. Dứt điểm.
cú đá không đủ hiểm hóc. Pha chạy bóng rất say, như vậy thì bóng đã đi vào lưới và bàn thắng gỡ hòa đã đến với các thủ bên phía đội bóng FC Bạn Hữu. Một tình huống treo bóng cực kỳ khó chịu. Pha ghi bàn quá đẳng cấp của số 16. Vĩnh Phúc là người sang bằng tỷ số 3 đều. Chúng ta cùng xem lại quả đá phạt dẫn đến bàn thắng của Vĩnh Phúc. Cú treo bóng vượt thẳng vào vị trí góc xa và góc cao. Mặc dù đã có những tình huống bật nhảy lên nhưng không có một cú đánh đầu giải nguy nào của các thủ phòng ngự bên phía FC Nghĩa Hà. Lúc này thì điều kiện thời tiết cũng đang khá ủng hộ cho hai đội khi trời dịu mát và đang có những cơn gió rất dễ chịu. Cơ hội nữa dành cho các thủ cam vượt qua cả thủ thành bên phía đội bóng FC Nghĩa Hà nhưng cuối cùng thì bóng lại trôi hết đường biên ngang. Người cặp bóng lại là Kim U, tiếp tục là cơ hội dành cho các thủ Nghĩa Hà phá cài người hay. Vẫn còn dứt điểm ngay, tình huống kết thúc chưa thành công. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng nâng tỷ số lên dành cho các thủ bên phía FC Nghĩa Hà. Và lại bóng hợp lệ của cường Coutinho, một cơ hội nữa dành cho Nghĩa Hà FC, cú tạt bóng của số 10. Bóng lại trở về với các thủ bên phía đội bóng áo cam. Nguy hiểm, pha để mất bóng ở phần sân nhà. Cơ hội dứt điểm, suýt chút nữa thì có bàn thắng kế tiếp dành cho các thủ bên phía đội bóng FC Nghĩa Hà. Cú chơi bóng về phía góc xa, cú đánh đầu nguy hiểm. Hơi đáng tiếc là không có một tình huống tiếp cận nào của các thủ áo cam ở trong vòng cấm địa. Pha để mất bóng nguy hiểm của Huy Đại Chi được chuyển ra. Tiếp phát dứt điểm, tỷ số đã được nâng lên 4-3 dành cho FC Bạn Hữu. Sai lầm của hàng phòng ngự bên phía đội bóng FC Nghĩa Hà và nó đã phải trả giá với một bàn thua nữa. Lần này người trừng phạt hàng phòng ngự bên phía đội bóng Nghĩa Hà là vị trí của Tiến Phát. Cầu thủ đã mở tỷ số ở đầu trận đấu. Số 11 tiếp tục góp công vào những bàn thắng của các thủ bên phía FC Bạn Hữu. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm rất tốt của số 11 sau đón khi được truyền của đồng đội ở phía bên cánh phải. Thêm cơ hội nữa dành cho các thủ áo cam. Được chuyền vào bên trong và đưa bóng hơi nhẹ. Vẫn còn Văn Thận sập kè rất hay, dứt điểm đi. Lại có lỗi việt vị. Kịp không? Bóng vẫn trong cuộc, quả tạt. Cột hai, cú đến đâu? Đã có bàn thắng thứ 5 dành cho các thủ bên phía FC Bạn Hữu. Tình huống chọn điểm rơi và đánh đầu chính xác của Tiến Phát. Nụ cứu bóng cố gắng của bên phía cánh phải đã giúp cho các thủ áo cam có thêm một pha ghi bàn nữa. Rất đáng tiếc. Tiếp tục một cơ hội dành cho các thủ FC Bạn Hữu. Không có lỗi quý vị. Thêm pha dứt điểm. Bàn thắng thứ 6 đã đến. Liên tiếp pha ghi bàn của các thủ bên phía FC Bạn Hữu trong 2 phút. Chúng ta cùng xem lại pha thoát xuống. Đường chuyền rất hay của Nguyễn Tân dành cho Tuấn Chia Tô ghi bàn. Và thoát xuống và dứt điểm đơn giản.